Dạ vâng, em Lợi Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì em lên sóng gửi đến cho quý vị anh chị bạn một cái mẫu xe đời rất là cao mà giá tiền chỉ dưới 300 triệu thôi. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất 2019 quý vị nhé. Vâng ạ, một chiếc xe Kia Morning đời 2019 bản AT. Đây quý vị anh chị bạn này, hồ sơ cầm tay sẵn nha quý vị nhé. Đấy, giá chỉ có 295 triệu đồng thôi. Một chiếc xe số tự động 5 chỗ ngồi. Đây quý vị có thể xem đây nhá. Đó. Một chiếc xe tự động 5 chỗ ngồi. Đấy. Morning đời 2019. Một chiếc xe một chủ từ đầu sử dụng rất đẹp cho các bạn lựa chọn về tham khảo đi gia đình chạy dịch vụ trên nắng che mưa nhé. Xe bao đẹp cho mọi người. Sơn xi thì màu đỏ đô nguyên bản, xe hoàn toàn không có dịch vụ taxi và không lỗi nhỏ. Thì xin mời anh chị bạn cùng em đi vào chi tiết ở cái mẫu xe Kia Morning đời 2019 này. Con này thì được chủ xe trang bị lên hệ thống màn hình đầy đủ quý vị nhé. Màn hình. Con này thì nó là một chiếc xe bản thường thôi chứ không phải là một chiếc xe bản đủ nhé. Đấy, bản thường thôi. Thì cái con này thì đời này nó cũng có trang bị cho chúng ta cái hệ thống từ khí an toàn này. Đây em sẽ tắt máy đi nhé. Đấy, mở lại cho mọi người xem này. Đấy, có trang bị đầy đủ tính năng an toàn như túi khí và hệ thống phanh ABS đầy đủ nhé mọi người nhé. Hệ thống điều hòa thì là điều hòa cơ. Đấy. Bản SI thì nó sẽ là hệ thống điều hòa auto. Con này thì trang bị hệ thống điều hòa cơ. Đó. Với cái nội thất của xe thì con này thì trang bị bộ ghế da rất đẹp mọi người này. Đấy, bộ ghế da rất đẹp nhé. Đấy, trần thì con này cũng được bọc trần da 3D chống nóng này. Đó, màn hình đầy đủ này. Đây, xin mời anh chị bạn cùng em đi vào bên chi tiết cái phần cột kèo sắt xi cũng như là máy số của xe nhé. Vâng ạ, về phần tổng thành ngoại thất của xe thì con này được trang bị cái màu sơn nó là màu đỏ nguyên bản quý vị nhé. Màu đỏ đô nguyên bản. Hồ sơ thì em đã giúp cầm tay rồi. Đấy, hồ sơ giúp cầm tay sẵn rồi. Các bác về là hoàn toàn sẵn đi, không có cần phải làm gì cả. Đấy. Con này thì xe được chủ xe trang bị lên bộ la răng đúc phay, la răng phay rất đẹp mọi người nhé. Và đăng kiểm thì rất dài luôn cho bạn, đến tháng 3 năm 2025. Đấy. Ngoại thất của nó thì rất là ok luôn cho bạn. Phần keo chỉ, cột kéo, sắt xi thì bên em có cam kết cho mọi người là xe hoàn toàn không có đâm xô tai nạn gì cả. Đấy. Tổng thành ngoại thất của xe thì mọi người có thể thấy sơn xi thì nói chung là cũng đã tỉa tốt rồi. Với cái dòng xe mà cũ thì nói chung là vấn đề mà va quyệt hay là xước sát thì không tránh được mọi người ạ. Con này thì được chủ xe trang bị lên độ lên cản nhé, độ cản đằng sau nhé. Đấy. Cái này bô là bô giả thôi, không phải là bô thật. Lốp dép dàn lốp mới, dàn lốp dép mới cả dàn. Đấy. Phụ kiện quanh xe được chủ xe ốp mạc và rôm, hệ thống đèn này, ốp tay lắm này. Đó. Đây chị bạn, phần tắp ly cánh cửa bên ghế lái này, đây mọi người có thể xem nhé. Đấy, tắp ly của nó thì rất là ok luôn. Đây, cái độ hao mòn của nó khá là ít nên chị bạn. Đây mọi người xem này. Đấy, các phím bấm rồi những cái đường vân nhé. Keo chỉ là zin nguyên bản này mọi người này. Đấy, và hệ thống keo chỉ zin này. Cột kèo sắt xi cũng thế, đây mọi người xem ạ. Đấy, tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy thì đều là zin nguyên bản 100%. Đó. Nội thất con này thì bọc bộ ghế da xịn nhé mọi người nhé. Bộ ghế da xịn chứ không phải là ghế da thường đâu. Ghế da xịn sò đấy ạ. Đây, tất cả cái ốc chốt bản lề này, chốt cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây chị bạn, phần tắp ly cánh cửa bên lái đằng sau nhé. Đây, tắp ly của nó là hoàn toàn không có dấu hiệu của khoan đục này. Đó. Đây, keo chỉ này em sẽ kiểm tra chỉ cho mọi người. Keo chỉ zin nguyên bản nhé mọi người nhé. Đấy. Cột kéo cũng thế, cột kéo sắt xi cũng đều là zin hết luôn ạ. Đây mọi người xem này. Đó. Đời 2019 nha mọi người nhé. Máy 1.25 mà giá thì chỉ có dưới 300 thôi. Đấy, nội thất rất tươi luôn. Lót sàn 3D này. Đấy, lót sàn 3D rất đẹp luôn các bạn. Đây là phần khoang cốp đằng sau. Đấy. Cốp đằng sau để đồ. Đây mọi người xem phần cốp của nó nhé. Đây. Vâng ạ, về phần khoang cốp đằng sau thì chúng ta có thể xem này. Đấy. Gầm bệ của nó thì con này được chủ xe dán chống ồn nhé.
Đấy, lốp dự phòng đầy đủ mọi người. Đó. Đây những cái phần tai đèn này. Đấy, keo chỉ là zin nhé mọi người nhé, hệ thống keo chỉ zin nhé. Đấy, tai đèn này. Rồi là những cái ốc này. À, ốc lắp cốp này. Đấy, keo chỉ này. Đó. Zin 100% luôn mọi người ạ. Xe các bác về không phải làm gì hết nhé. Giá chào bán cho mẫu xe Kia Morning đời 2019 này là 295 triệu, em bao hết hồ sơ. Và con này thì vâng ạ. Như này đi, em bao vào tên luôn cho mọi người. Bao vào tên khắp tỉnh thành cả nước luôn nhé mọi người nhé. Đấy, quý vị anh chị bạn nhà mình tham khảo quan tâm. Nếu mà chốt cái mẫu xe này thì bên Lợi Ngát Ô Tô sẽ hứa sẽ vào tên cho mọi người luôn. Đấy. Còn các bác anh chị bạn mà muốn tự vào tên thì em sẽ bớt tiền vào tên cho mọi người. Đấy, và tên con này nó tầm khoảng gần chục đấy ạ. Đấy, cũng gọi như là để lọc lá cho mọi người đầu tháng mới cho nó may mắn thôi. Đúng không ạ? Đấy, xe thì bên em có bảo hành, có cam kết bằng giấy tờ văn bản là xe không đâm xô tai nạn và không ngập nước. Đấy, máy số con này là máy số zin. Đây, mọi người nhé. Cột kéo sắt xi nguyên bản. Cam kết là không đâm xô tai nạn nặng. Đấy, sức sát không tránh được. Lót sàn này, bộ lót sàn chất lượng mọi người ạ. Bộ lót sàn rất đẹp luôn đấy mọi người nhé. Đấy. Đời 2019, lốp dép dàn lốp mới luôn. Đấy. Đèn đóm này. Hệ thống cặp đèn trước cũng được chủ xe ốp mạ và ốp lốp này. Ốp lốp này. Đây em sẽ mở máy cho mọi người xem nhé, cái phần phăng máy của xe nhé. Vâng ạ, và đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe Kia Morning đời 2019 quý vị nhé. Đấy, đây máy số thì mọi người xem này. Đấy, máy nổ rất êm luôn nhé. Đây, tiếng ồn ngoài đường thì máy móc thì bên em có cam kết bảo hành cho mọi người là không đâm đụng và không ngập nước. Đấy. Xe bao đẹp cho mọi người luôn. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Máy 1.25, 4 máy. Vâng, vừa rồi thì em vừa lên sóng gửi đến cho anh chị bạn một cái mẫu xe Kia Morning đời 2019. Một chiếc xe gia đình đi. Giá chào bán cho mẫu xe Kia Morning tự động đời 2019 này là 295 triệu đồng. Em bao hết hồ sơ. Xin lỗi mọi người, bao vào tên cho mọi người nhé. Em bao vào tên toàn quốc luôn. Các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Lợi Ngát Ô Tô nhé. Qua số điện thoại 0866010016 cho bạn nhé. Để sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Morning tự động đời 2019 này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái mẫu xe lập clip lần sau nhé.